Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ vẽ với màu poster thiên long. Thì mình có sẵn cái bộ màu này rồi nên là mình sẽ dùng bộ màu này. Bộ này thì có màu nhũ, nhưng mà các bạn có thể sử dụng bộ màu 12 màu, không có nhũ cũng được nha. Hôm nay mình sẽ sử dụng giấy A4 trắng. Thì các bạn có thể dùng giấy 70 gsm hoặc là 80 gsm cũng được. Mình không nghĩ là giấy này có thể vẽ được màu poster, nhưng mà khi mà vẽ rồi á thì giấy cũng lên form rất là cứng, không có đến nỗi bị cong nha các bạn. Vì mình sẽ vẽ tranh Galaxy nên là mình sẽ dùng hầu như tất cả các màu. Mình vẽ một đường để làm mặt đất nè, sau đó vẽ một bé trai. Mình sẽ tô đen cái hình ảnh giống như là vẽ bóng đó, cho nên là mình cũng không cần phải vẽ chi tiết lắm đâu. Mình vẽ người giống như người que là được rồi. Các bạn vẽ những cái đuôi của con diều một cách thoải mái nha, tại vì mình sẽ vẽ lại khi mà tô màu á. Mình dùng màu đen để tô cái phần mặt đất nha. Các bạn cứ tô thoải mái cái tay, tại vì mình sẽ vẽ thêm cái phần cỏ ở trên nữa, nên là cho dù nó có méo cũng không sao. Bây giờ chúng ta sẽ dùng màu đen và những màu còn lại để vẽ phần bầu trời. Có một cái chú ý khi mà bạn vẽ màu Galaxy á, là khi bạn quét cái lớp cọ thứ hai, cái màu thứ hai á, thì các bạn hãy dùng cái cọ để quét thêm một lần nữa cái lớp màu thứ nhất ở chỗ cái khu vực mà tiếp nối với màu thứ hai á. Như vậy á, hai màu nó sẽ loang vào nhau. Thank you.
mà tô xong màu trời thì chúng ta sẽ dùng bút chì để vẽ nét lại chi tiết con diều và chú bé nha. Cái nào bạn vẫn còn có thể nhìn thấy rõ thì bạn không cần phải vẽ lại đâu. Các bạn chấm thêm cho cái phần đuôi diều nó dày lên một chút.
mình dùng một cái bàn chải để chấm màu. Cảm thấy màu vừa đặc á thì mình sẽ vẽ màu lên trên giấy. Mình thấy những cái hộp màu nó ra tròn đẹp á thì mình sẽ bắn màu lên tranh. Mình chấm thêm vài cụm sao nữa cho sinh động. Bây giờ chúng ta cùng nhìn lại bức tranh nào. Chúc các bạn thực hiện thành công.